Dạ vâng, em Hồng Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị và quý bà con nhé. Vâng, em đang quay cho bà con xem đó là các loại ba lăng xích này. Bên em đang sẵn số lượng lớn này. Tời điện, tời ắc quy loại 12V, 24V nhé. Tời quay tay tự hãm này, xe lăng tự chế này. Và đấy, cẩu xoay 360 độ nhé. Bên em là tổng kho chuyên nhập khẩu cung cấp này. Bán buôn bán lẻ tất cả các sản phẩm đến mọi miền của Tổ quốc nhé. Đấy, ba lăng xích loại 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, xích 3m, 5m, 8m và 10m nhé. Đây trước mắt bà con đó là mẫu VD này, sử dụng loại 5 chấu nhé, kéo xích rất nhẹ nhàng luôn này. Đấy, chuyên dùng cho anh em làm khung dạp sự kiện này, lâng hạ các vật lặng nhé. Đây ạ, hàng HSC nhé, loại xích đen này. Vâng, xích G80 nhé, loại màu cam nhé, HSC này. Xích 5m ạ. Vâng, rất xịn sò luôn, kéo rất nhẹ nhàng. Đấy, lại VN màu xanh nhé. Vâng, cẩu xoay 360 độ này, loại nặng 45 kg nhé, cẩu được 500 kg, cần thì vươn xa được 1,5m nhé. Đấy, các mẫu xe lưng tự chế thì bên em đang đóng hàng để chuyển đi bưu điện cho khách hàng này đến mọi miền của Tổ quốc này. Các loại tời quay tay chuyên dùng cho anh em lưng dạp cưới này, kéo gỗ này, kéo đa lăng nhé. Vâng, đây là tời dùng bát nhông nhé, sẵn số lượng lớn ạ. Quý anh chị, quý bà con, ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số 0973 143 996. Vâng, rất mong được sự quan tâm ủng hộ của toàn thể quý anh chị và quý bà con. Tời điện, tời ắc quy nhé, bên em cũng sẵn số lượng lớn đấy ạ. Loại điện 12V, 24V, sử dụng bình ắc quy nhé. Đấy, rất nhiều mẫu mã và tải trọng khác nhau. Xin cảm ơn và mong được sự quan tâm ủng hộ của bà con. Xin chào bà con.